Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện tổ chức nghiệm thu đưa đường cất hạ cánh 1B sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội vào khai thác từ ngày 9 tháng 9 theo kế hoạch. Theo đó, nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác xây dựng đường cất hạ cánh 1B, các đường lăn nối tương ứng và hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 1B theo phương án thiết kế điều chỉnh. Với giai đoạn 2, dự kiến sân bay Nội Bài sẽ đóng cửa đường cất hạ cánh 1A từ ngày 1 tháng 10 để thi công và phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán 2022. Trước đó, tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã thống nhất sử dụng một phần nguồn tăng thu và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019 để đầu tư dự án cải tạo đường cất hạ cánh và đường lăn các cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình vận hành khai thác. Dự án có tổng mức đầu tư 2.031 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.449 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công theo hai bước, bước 1 đảm bảo khai thác được 3.200 mét đường cất hạ cánh 1B nhằm phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021. Bước 2, bàn giao đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán năm 2022.